Chào các bạn và chào các bạn đã quay trở lại với video mới này của mình. Các bạn có thể thấy trên tay mình đây là một cái hộp giấy bình thường thôi. Và bây giờ thì mình sẽ cùng với các bạn mở cái hộp giấy này ra xem bên trong cái này nó là cái gì. Bên trong này sẽ lại là một chiếc hộp nữa của hãng Watt. Cái hãng Watt này là một cái hãng chuyên làm với những cái sản phẩm phụ kiện, accessory về những cái như là vòng tay, nhẫn. Và nếu như có thể trong tương lai thì họ sẽ làm thêm cả vòng cổ nữa. Và bây giờ mình và các bạn sẽ cùng mở ra xem bên trong cái box này nó là cái gì. Khi mà các bạn mua nhẫn thì bạn sẽ được kèm theo một cái box đựng nhẫn như này. Nhưng mà tuy nhiên là của mình thì lại hôm đấy thì box nó lại chưa ra mắt, cho nên là cũng hơi buồn một chút. Đây thì các bạn sẽ có một cái nhẫn ở đây. Về cái nhẫn này mình đánh giá tổng quan về cái tông màu chủ đạo của nó là một cái màu xanh lá cây. Và trong đó thì có gồm những cái họa tiết tie-dye. Thì cái nhẫn này có tên là Illumination. Cái nhẫn này nó là một cái nhẫn khá là mới, một cái sản phẩm khá là mới vừa mới ra mắt trong khoảng cuối tháng 8 của hãng Watt thôi. Và theo như mình tìm hiểu thì cái nhẫn này nó làm bằng một cái chất liệu gì đó mà nó không thể rỉ được, cho nên là các bạn có thể yên tâm là đeo đi dưới nước, dưới trời mưa các thứ rất là ok. Và một cái điểm khá là hay của cái nhẫn Illumination này là các bạn có thể phát sáng được khi mà các bạn chiếu đèn, có nghĩa là các bạn chiếu đèn càng lâu thì nó sẽ lại phát sáng càng nhiều. Các bạn có thể thấy là khi mà mình đeo cái nhẫn này trên tay ấy, thì nó rất là nổi bật và nhìn nó không hề bị trống như cái ngón tay như này. Ở bên trong của cái nhẫn này thì nó được in chữ Watt ở bên trong này, thì nó coi như là một cái điểm nó đánh dấu thương hiệu thôi, có nghĩa là cái nhẫn này là của hãng Watt. Và cái độ hoàn thiện của cái nhẫn này thì mình phải đánh giá nó hoàn thiện phải 100% luôn. Và ở hai cái viên trên thì nó sẽ làm được bóng lên hoàn toàn, điều này có thể sẽ làm nổi bật hơn về cái nhẫn của các bạn. Khi mà các bạn đeo lên tay nó sẽ phản quang được lại cái ánh sáng đó. Bây giờ thì mình sẽ tạm thời để cái nhẫn này sang một bên và sẽ unboxing cái sản phẩm tiếp theo, đó chính là một chiếc vòng của hãng Watt. Bên trong nó sẽ có một cái box rất là chu đáo về để được cái vòng này. Bây giờ mình sẽ mở lấy nó ra. Và nó vẫn có một cái bộ sản phẩm như là một cái thẻ tên và một chiếc vòng. Cái cảm nhận đầu tiên của mình về cái chiếc vòng này á là nó thực sự rất là đẹp. Về cái tông màu chủ đạo, các bạn có thể thấy đây là một cái tông màu chủ đạo rất là đơn giản, như là một cái màu bên phải sẽ là màu tím, bên trái sẽ là màu kiểu cam tông hồng. Và cái vòng này là nằm trong bộ sưu tập Summer Collection tháng 5 của hãng Watt. Và nó có tên là Black Radiant. Nó có hai cái phần cố định của cái dây để chống trượt. Và cái ở giữa là một cái điểm giao giữa, các bạn có thể để nối dây vào giữa như này để nó không bị trượt ra. Và về chất liệu của cái vòng này thì nó là một cái chất liệu mà mình cảm thấy nó hơi giống dây giày một chút. Nhưng mà tuy nhiên là cái chất liệu này thì mình nghĩ là nó sẽ không hề bị sổ lông nhiều so với những cái loại dây giày khác. Là các bạn khi mà các bạn trà lên á thì nó thường là sẽ bị sổ lông. Không biết là các bạn có bạn nào mà giống mình không, nhưng mà mình thực sự rất là thích cái cách đóng gói sản phẩm của hãng Watt này. Họ làm cái gì, họ đóng gói cái gì cũng rất là chu đáo. Mặc dù là các bạn có thể thấy là cái thẻ này họ làm thì chúng ta có thể để ngắm thôi chứ không hề có tác dụng gì cả. Và cái box hộp này cũng như vậy. Mà tuy nhiên là người dùng mà không có thì họ cảm thấy rất là thiếu. Còn cái có này thì họ lại rất là thích, mà mặc dù là họ sẽ không dùng, họ có thể sẽ để trưng xem. Mà bây giờ thì mình sẽ tháo này ra, mình sẽ đeo thử lên tay xem là nó sẽ lên tay đẹp như nào. Thực sự thì các bạn có thể thấy là mình đeo cái vòng này lên tay thì nhìn trông nó rất là đẹp. Và khi mà các bạn đeo như này thì nó sẽ không hề tạo cảm giác chống tay của các bạn hơn. Và có thể là một số bạn khi mà xem cái video này của mình cũng sẽ liên tưởng tới cái vòng này nó giống với cả một cái hãng ở bên nước ngoài mà mình không tiện nhắc tên ở đây. Nhưng mà tuy nhiên là tại sao các bạn nên chọn cái vòng của hãng Watt này, bởi vì là không biết là quan điểm như nào của bạn như nào, nhưng mà mình thường là theo tiêu chí là người Việt dùng hàng Việt, cho nên là cái vấn đề mà mình chọn cái vòng của hãng Watt này thì nó không hề sai cả. Và về cái độ hoàn thiện của chiếc vòng này thì mình đánh giá nó phải cực kỳ là hoàn hảo. Bởi vì là có thể là mới trong cái thời gian mới các bạn mua ấy thì là vòng nó sẽ hơi cứng một chút. Nhưng mà khi mà các bạn mua về để dùng một thời gian khoảng một tuần chẳng hạn thì là cái vòng nó sẽ bắt đầu mềm ra và các bạn dùng sẽ rất là thoải mái. Và rất là vui vì mình có một cái mã code. Các bạn có thể nhập code đạt 10 khi mà các bạn mua sản phẩm ở hãng Watt để có thể giảm giá trực tiếp 10% khi mà các bạn mua. Và mình sẽ để chi tiết về cái vòng này cũng như là cái chi tiết về hãng Watt ở bên phía dưới phần mô tả video. Và các bạn có thể click vào đó để biết thêm về cái vòng này cũng như là về hãng Watt nhé. Và nếu thấy hay thì mọi người nhớ là đừng quên like, share và subscribe channel của mình. Và hẹn gặp lại tất cả bạn ở những video sau. Bye bye.